Bi kịch phía sau truyền thuyết Charlie không mặt, ông kẻ từng gieo rắc nỗi sợ hãi đối với nhiều thế hệ trẻ em nước Mỹ. Hàng thập kỷ trời thì Charlie không mặt Charlie Nofe, hay nhiều người còn gọi là người xanh The Rain Man, luôn là một truyền thuyết khiến cho bao thế hệ trẻ em phải sợ hãi đến mất ngủ. Chẳng ai biết được số phận thật của Charlie không mặt lại chứ đừng biết bao bi kịch xót ra đến như vậy. Những ai từng lớn lên tại miền Tây Pennsylvania nước Mỹ vào những năm 50-60 hầu như đều biết đến một truyền thuyết đáng sợ về người xanh hay Charlie Nofay, một người đàn ông không có mặt mũi chuyên đi rình rập mọi người tại những con đường heo hút vào ban đêm. Truyền thuyết về người xanh khẳng định ông ta phát ra ánh sáng màu xanh là do từng bị sắt đánh hoặc là do ảnh hưởng bởi chất phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân. Còn khuôn mặt của người này dường như đã bị đốt cháy đến mức tan chảy như nến và đó cũng là lý do vì sao ông ta được gọi là Charlie không mặt. Trong lòng những đứa trẻ từ bấy giờ thì Charlie không mặc là một nồi áo mạnh khủng khiếp khiến cho chúng không bao giờ dám lén lút ra đường vào ban đêm hay bán bại đến khu vực South Park, North Hill hay những khu vực xa lộ xung quanh Washington, Pennsylvania. Mặc dù câu chuyện về Charlie không mặc có khá nhiều chi tiết được theo dịch lên nhưng thực chất thì rất ít người biết rằng nhân vật bí ẩn này là một người hoàn toàn có thật với tên gọi là Raymond Robinson. Không chỉ vậy thì ông ta còn là một con người có số phận vô cùng bi đát. Năm 1919, khi Raymond được 8 tuổi, trong một lần cùng chị gái và các bạn đi chơi, thì phát hiện trong một tổ chim trên cây gần toa xe điện bị bỏ không. Cậu bé Raymond vì muốn được nhìn rõ hơn nên đã trèo lên toa xe, không ngờ vô tình lại chạm vào đường dây điện vẫn còn hoạt động. Và gần một năm về trước thì một cậu bé xấu số khác từng tiếp xúc với đường dây điện này và phải trả giá bằng cái chết sau hai tuần vật vã đau đớn. Và đường dây tử thần này vẫn còn hoạt động cho đến khi Raymond chạm vào. Raymond bị điện giật đến mức toàn bộ khuôn mặt đều bị hủy hoại. Mũi, môi, lỗ tai và mắt của cậu bé như sáp bị đốt nóng tan chảy vào nhau. Tay của Raymond thì bị thương nặng, một bàn tay bị nổ nát sự đau đớn và kinh hoàng của raymond phải chịu đựng không một ai có thể tưởng tượng nổi ấy vậy mà bằng một cách kỳ diệu nào đó raymond vẫn sống sót trong sự ngạc nhiên tột độ của bác sĩ nhưng với hậu quả khủng khiếp raymond mang theo suốt cuộc đời này cậu cũng không thể nào có được một cuộc sống đúng nghĩa sống như một con người Nhìn vào những ngôi nhà thờ cũ kỹ thời Victoria, bạn có thể nhìn thấy rất nhiều trong số đó. Có những căn phòng biệt lập với thế giới bên ngoài. Tasha York, một người từng dành ra 3 năm để thu thập tài liệu nghiên cứu về Raymond Robinson cho bộ phim tài liệu của mình. Vào thời bấy giờ thì đó là nơi mà những đứa trẻ như là Raymond bị gia đình giam giữ. Mọi thứ lúc đó rất khác. Tất cả những ai khác biệt, không giống người bình thường đều sẽ bị nhốt lại những căn phòng bí mật như vậy dù rằng Raymond không bị ngược đãi nhưng chính các thành viên trong gia đình đều đối xử với cậu bé vô cùng lạnh nhạt. Raymond bị cô lập sống một cuộc sống âm thầm và đau khổ ngay trong chính ngôi nhà của mình. mặc dù vậy thì Raymond vẫn cố gắng sống thật tốt nhất có thể. Raymond thường ngồi một mình nghe đài radio, tường thuật lại những trận bóng chày, môn thể thao mà cậu bé yêu thích nhất. sau này khi Raymond trưởng thành, gia đình đã dọn lại chiếc gara cũ để cho anh dọn ra sống tại đó một mình. Raymond tự mè mò học chữ nổi, học làm ví tiền và thảm chùi chân từ lớp xe cũ, rồi bán chúng để kiếm ít tiền trang trải cho cuộc sống. Biết được ngoại hình của bản thân sẽ khiến cho người khác phải khiếp sợ, Raymond gần như không bao giờ xuất hiện trước công chúng, cũng rấn hiếp khi bước chân ra khỏi nhà. Tuy vậy thì anh vẫn khao khát được tận hưởng một chút tự do, hít thở không khí trong lành của thế giới bên ngoài. Vậy là Raymond quyết định đợi đến đêm muộn anh mới mò mẫm đi bộ ra những con đường lớn. Đó cũng là lúc truyền thuyết về Charlie không mặt bắt đầu xuất hiện. Cái tên Người Xanh cũng được hình thành khi một nhóm học sinh trung học lái xe trên xa lộ Brown 351 vào ban đêm và nhìn thấy Raymond. Có lẽ do ánh sáng, đèn xe phản chiếu vào chiếc áo sơ mi caro màu xanh mà Raymond đang mặc khiến cho gương mặt của ông cũng ánh lên một màu xanh rùng rợn. Một người dân sống lâu năm tại Coppell nhớ lại lần chạm mặt với Charlie không mặt khi đang trên đường trở về nhà. Bà nói, tôi đã vô cùng sợ hãi, thật không thể tin nổi. Xung quanh Raymond là biết bao nhiêu câu chuyện thiêu dệt và những lời bàn tán, bình luận cay nghiệt nhưng vẫn còn đó những người tốt bụng, và họ chỉ nhìn thấy ở Raymond là một con người có trái tim và tấm lòng ấm áp. Đôi lúc thì những người bạn xa lạ này sẽ mang bia và thuốc lá cho Raymond trong chuyến đi dạo đêm. Chúng tôi thường đem bia đến mời anh ta, Patty Faslovich, người đàn ông 60 tuổi trả lời phỏng vấn vào năm 1998 với Post Gas -Rester. Những người không biết Raymond thường sẽ rất sốc khi nhìn thấy anh ta. Họ muốn gọi cảnh sát ngay lập tức, bạn phải giải thích cho họ hiểu. Và rồi nhiều người trong số đó đã quay trở lại để tìm kiếm Raymond. Một số cái độc ác đôi lúc giả vờ cho Raymond đi nhờ xe, sau đó thả ông ta ở một nơi xa xôi. Như là một trò đùa quái ác đối với người đàn ông mù vốn đã mang quá nhiều thiệt thòi và khổ sở. Cuộc đời cô độc của Raymond cứ như vậy âm thầm trôi qua. Năm 1985, Raymond qua đời ở tuổi 74. Chi tiết về cuộc sống sau này của ông chẳng có mấy ai biết rõ. Nhưng câu chuyện kỳ bí về ông kẹp khuôn mặt kinh khủng luôn là nỗi sợ hãi khủng khiếp đối với nhiều thế hệ lớn lên tại Pennsylvania cho đến cả trăm năm sau. Câu chuyện về Charlie không mặt cho đến ngày hôm nay vẫn luôn là huyền thoại đường phố nổi tiếng nhất. Người xanh vẫn là bóng ma xa lộ mà các học sinh trung học thường xuyên bàn tán và chia sẻ. News TV, kênh thông tin giải trí chọn lọc, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.